Giờ đây đại chúng đã trang nghiêm, chúng con xin thành kính lãnh lễ cung thỉnh thượng tọa chứng minh kim giảng sư pháp hội Công Minh Phật Ngọc, thượng tọa Thích Phương Tiến, vị chủ chùa Quang Minh. Xin đại chúng hãy cho một tràng vỗ tay cung thỉnh thượng tọa Thích Phương Tiến. Translated my speech into Vietnamese. Kính thưa quý vị, buổi thuyết pháp hôm nay chúng tôi được mời để nói bằng tiếng Việt. Nhưng khi nhìn xuống tất cả hàng thính chúng thì chúng tôi thấy rằng có người Việt, có người không nói được tiếng Việt cũng khá là nhiều. Cho nên xin cho phép chúng tôi nói đi nói lại một cái câu đó bằng hai ngôn ngữ nhé. Venerable Sangha, monks and nuns, Buddhist fellow, ladies and gentlemen, please raise your hand if you have seen the Jay Buddha statue before, include myself. Xin đưa tay lên nếu quý vị đã thấy được tượng Phật Ngọc trước đây rồi. Okay, alright, you just hand down. Wow, so we all have connection. That's why we come here today. Today we will participate in a very important event, consecrate the Jay Buddha statue. Xin thưa quý vị, hôm nay chúng ta có mặt ở đây để cùng làm một buổi lễ rất là quan trọng, đó là lễ an vị tôn tượng Phật Ngọc Hòa Bình và Từ Bi. Many years ago, we have been approached by EN in any way we can support this project or not. But at that time, the project still in a very early stage. But at the time, I was still young too, so I could not see what Ian Green has seen, the path ahead of him. That day, the statue and the great stupa come together. Now, the Jay Buddha statue, you can imagine, you brought a stone, a gemstone, somewhere from one corner of the world, and you brought to another country across the far ocean, have it beautifully made, and then you take the statue to around the world. I don't know how many times the Jay statue have crossed the ocean, reaching different corner of the world. Kính thưa quý vị, cũng rất là lâu ông Ian cũng có gặp chúng tôi để giới thiệu về cái
cái công trình tượng Phật Ngọc này và Đại Bảo Tháp. Thì nói đúng hơn thời đó thì tôi cũng còn rất là trẻ, cũng vừa mới được bổ nhiệm trụ trì, cũng chưa có hiểu được cái tầm nhìn của ông Ian Green về cái công việc mà ông đã làm cho tới ngày hôm nay. Quý vị cứ tưởng tượng đó là một và cái viên đá rất là quý giá, được tìm ở đâu, ở một cái góc nào xa xôi ở trên thế giới này là Canada. Đối với chúng ta thì Canada hẳn là xa. Rồi được vận chuyển qua một cái xứ thật là xa để được tạo. Rồi sau đó tôn tượng Phật Ngọc này đã đi không biết bao nhiêu vòng quanh cái trái đất này để cho mọi người được chiêm ngưỡng. Thưa quý vị, thường đó thì chúng ta phải đi tới một biết được một cái vị nào nổi tiếng, một Đức Phật tôn kính hay là một vị Bồ Tát hóa thân, chúng ta phải đích thân mình đi tới chỗ đó để chiêm bái lễ lại. Nhưng theo lịch sử thì thời ngày xưa chính Đức Phật cũng đã hiểu được cái cơ duyên nó đến ở giây lúc nào thì ngài phải đích thân đi tới cái làng, cái xã, cái thành phố đó để độ cho chúng dân ở đó. Thì tượng Phật Ngọc tôi nghĩ rằng cũng có cái sứ mạng tương tự, cũng đã đi vòng quanh để đánh thức lại cái niềm tin của người Phật tử bấy lâu nay, và để củng cố lại được cái niềm tin của người Phật tử đã có sẵn có. Tượng Phật Ngọc không phải như là một cái vị thầy có thể ngồi thuyết giảng, nhưng mà trong tượng Phật Ngọc đó hàm chứa rất là nhiều những cái ý tưởng, rất là nhiều sự tôn kính mà nói lên rất là nhiều điều trong đó. Ladies and gentlemen, if we heard of any sangha or Dharma master somewhere quite famous, we often make our journey to reach there. Doesn't matter how far we have to go. If we know Buddha alive, I think if he's somewhere across the globe, we will travel to get there. And if we know of any Bodhisattva or any saints, we will make the effort. But in history, if you read the Buddha story, you probably have seen that the Buddha have made many journeys to reach the people. He go to the village, he go to the city, he go to even the battlefield, try to talk to people, teach them, enlighten them, or awake some of the things they have forgotten. All right? So the Jay Buddha somehow manifests this kind of pattern. The Jay Buddha would travel around the world to reach different corners of the world. And I have observed that many sleeping Buddhists, not sleeping Buddha, many sleeping Buddhists, when they encounter the statue, the faith awakened again. So therefore, the statue, the Jay Buddha statue, is not like a living Dharma master can able to preach the Dharma, not able to answer your questions, cannot give you the advice directly, but it embeds a lot of message in the statue. Now this message you can interpret in any way that teach you the Dharma, or it teach you the compassion or the peace of loving kindness whatsoever. Now, I observed that when the statue was placed at my temple many years ago, and there was time, there was a lot of people coming, but there was a time very few people come. But when you see the statue, immediately you can see the person changed. Not like become a different person, but something good in them manifests. They look calmer as they show their respect to the statue or the Buddha. They show themselves, they manifest the most beautiful thing within themselves, the peace that within yourself, that is the most valuable thing.
Because with it, not only you live peacefully yourself, but you create good ground for many other people to live peacefully with you. So therefore, the Jay statue don't preach the Dharma like the Dharma master, but is able to arouse within people the good quality they have. And therefore, I start to grow the curiosity. Why could this happen? Why a statue? Why a statue don't have that ability like a living person, but can deliver this kind of power? Kính thưa quý vị, tượng Phật thì không có như là một cái vị giảng sư bằng da, bằng xương, bằng thịt, không có khả năng nói, không có khả năng diễn thuyết, không có khả năng trả lời, ứng phó như là một cái vị giảng sư hay là một bậc thầy, một ni sư, một ni cô hay là một cái bậc tu hành. Nhưng tuy nhiên, có một khoảng thời gian tượng Phật Ngọc đã được tôn trí tại chùa của chúng tôi. Trong những lúc mà quan sát về cái lượng Phật tử tới thăm viếng thì tôi thấy cũng có những lúc rất là đông người, nhưng mà cũng có lúc rất là ít người. Nhưng mà rõ ràng rất là nhận ra được những cái lúc ít người, khi cái người Phật tử hoặc là không Phật tử họ tới họ gặp pho tượng, họ tự nhiên họ trầm cái tâm họ lại. Cái nét đẹp nó hiện ra thì nhất định là có cái sự an, có cái sự an bình ở trong nội tâm. Tôi nghĩ rằng nó có mặt ngay lúc đó. Vì vậy mà chúng ta thấy được cái đẹp nhất của con người ngay cái thời điểm đó, khi mà một con người cái tâm họ bình an, họ rất là đẹp, thưa quý vị. Vì sao vậy? Bởi vì mình nhìn họ mình không có chán. Một cái người có cái tâm bình an, quý vị nhìn họ, quý vị cũng cảm thấy nó có một cái sự, một cái niềm vui. Cho nên thành ra mình thấy được những cái nét đẹp đó. Cho nên tôi nói rằng khi mà những cái đẹp nó được lộ diện, nó làm cho người ta bình an, thì không phải chính cái người đó được bình an, mà những người xung quanh của họ chắc chắn cũng rất là bình an. Bởi vì họ hưởng được cái nét đẹp đó. Cho nên tượng Phật Ngọc làm cho chúng tôi đặt một cái dấu hỏi: tại sao một pho tượng lại có một cái công năng mạnh mẽ như vậy, hơn cả những cái bậc giảng sư mà bằng xương bằng thịt, có cái khả năng ứng phó ứng phú như vậy. Thưa quý vị, thì những cái câu hỏi như thế này chúng tôi nghĩ rằng cũng sẽ có rất là nhiều người đặt ra những cái câu hỏi này. Nhưng mà những cái câu hỏi như vậy á, thì đôi khi không có cần cái sự trả lời, mà nó cần cái sự quan sát để mà tự hiểu thôi. Chứ trả lời làm sao cũng được, và trả lời làm sao nó cũng đúng mà nó cũng không có đúng. Bởi vì nó tùy theo cái sự nhận thức của mỗi người, nó khác biệt. So, my curiosity why such a statue able to show have the power to make people peaceful. These questions sometimes don't need answer. It's just for observation, and your curiosity, you just observe to see and to understand and to get a feeling. It goes very hard to verbally express what you know out to everyone, because people have different perception. Okay. Now, talking about perception, a very tricky thing. Now, perception could be right, but could be wrong too. We know that in life, we perceive things sometimes good, sometimes bad. But other people might not perceive the world the way we perceive. Let me give you one example. One of the things we understood, but we perceive completely opposite. Now, every day, imagine you standing facing the east, seeing the sunrise, yeah? And then what happened in the afternoon? Sunset, right? So, if sunrise and sunset, suns are moving,
we are not moving. Yes? But if you learn about the solar system, which one is moving, the sun or the earth? The earth moving relatively to the sun. But why we keep perceiving the sun is moving? So you can see that what we understood and what we can perceive look like they are two different things. Well, I say the dinosaur exists billion years ago. That's how they perceive the sun. They see the sunrise and sunset. They have no knowledge of solar system. But we perceive just like the dinosaur perceive sunrise and sunset. But we have the knowledge of the solar system that the sun stands still and the earth rotating around the sun. So our perception sometimes is something we have to observe more than anything else, because it forms our happiness. It creates hell and heaven. It creates the world beautiful or ugly in us, and how we interpret that externally. Kính thưa quý vị, trở lại về cái nhận thức của chúng ta, nó không có đồng đều. Có người nhận thức cái điều này rất là đúng, nhưng mà người khác thì nhận ra nó là sai. Có người nói rằng cái điều này là thật, nhưng mà có người kia nhận ra nó là không thật. Để tôi thí dụ cho quý vị một vấn đề. Quý vị cứ nhớ đến là mỗi sáng chúng ta nhìn đến hướng đông, quý vị thấy gì? Chúng ta thấy được mặt trời mọc, và chiều thì sao? Chiều thì mặt trời lặn. Như vậy là mặt trời đi di chuyển, đi lên rồi đi xuống. Nhưng mà ai mà đã hiểu được về cái thiên văn thì đều biết rằng mặt trời xưa nay không có di chuyển, mà trái đất mới là di chuyển. Thì cả triệu năm trước, những con khủng long nó nhìn mặt trời, nó thấy như vậy. Nó thấy mặt trời di chuyển từ hướng đông qua hướng tây. Chúng ta cũng vậy, cả mấy trăm triệu năm, cũng như con dinosaur, cũng như con khủng long, cũng thấy mặt trời di chuyển từ hướng đông qua hướng tây. Nhưng con khủng long không có biết gì về thiên văn. Chúng ta hiểu được về cái solar system, về thiên văn, mà chúng ta cũng nhận thức về mặt trời và trái đất, cũng như con khủng long mấy triệu năm ngày xưa, phải không? Như vậy thì đó là một cái niềm vui bắt đầu hé mở để cho chúng ta thấy rằng cái sự an lạc và khổ đau đó là cái nhận thức của chúng ta đối với lại cái xã hội. Nếu mà chúng ta hiểu được rằng chính ở cái nhận thức này nó là một cái gì nó trói buộc con người, thì đó là cái cửa ngõ để cho chúng ta giải thoát. Nếu như nhận thức này nó là một cái gì nó đưa con người lên những cái chỗ thật là an lạc, thì chính nó là những bước thang đưa con người lên cái chỗ thật sự là an lành, Tây phương tịnh độ, thì cũng là cái chỗ này. So ladies and gentlemen, once we know that perception could be something that help us to perceive the world, but also imprison us. If we are not knowing how this perception is working, then we just observe and accept it as it is, and never make a chance to liberate from our own imprisonment. So when we realize this, then it's us, upon us. Either we want to perceive the world as it is, or we perceive the world in the correct way, so we can have a chance to liberate. So this perception is a doorway to the liberation. Now, a Buddha statue is sitting there quietly, but of course, he is represented for the historical journey of Siddhartha from life to Nirvana. He have achieved the enlightenment, and he proved that it's possible to free from this kind of imprisonment. It's impossible to achieve the happiness genuinely. Yes, so when we see the statue, not just about the statue sitting there,
make from gemstone or gold or rock or cement or brass, but it make out of some of the understanding we know about the perception, about enlightenment, about the compassion, about peace that come to our mind. So once again, I think we always wish that the world be peace and people more compassionate. That's all we always wish that. But let's start from where? Let's start from us. We should have peace. We should generate compassion. Yes? And the Buddha statue, not that he tell you that, but he's remind you of the journey he, the Buddha, have safely achieved. Thì kính thưa quý vị, tượng Phật cũng là một cái câu chuyện lịch sử về một cái cuộc hành trình rất là vĩ đại về tâm linh của một vị thái tử tên là Siddhartha. Ngài đã thành công, thành đạt, thành Phật, thành quả. Và như vậy, câu chuyện đó cũng nói rằng mỗi chúng ta đều là một, có thể là một cái câu chuyện rất là vĩ đại trong cuộc sống này. Vì vậy mà khi nhìn vào tông tượng, chúng ta cảm nhận được một cái giá trị mà có tiềm tàng trong mỗi con người, chúng ta sẽ thành tựu được. Thì xá gì những cái chuyện phiền não nhỏ nhỏ, tại sao chúng ta phải nuôi giữ? Xá gì những cái chuyện không có là gì cả mà tại sao chúng ta phải phiền lòng? Và chúng ta đã có một bậc thầy vĩ đại như vậy thì chúng ta nên cố gắng vượt qua mọi tất cả những cái sự rào, những cái cản ngăn của cuộc đời này mà để thành tựu được cái sự vĩ đại kia. Cho nên tượng Phật Ngọc hoặc là bất cứ một tông tượng nào chúng ta nhìn với một cái sự thành kính, với một cái sự hiểu thấu về giáo lý và với một cái tâm niệm từ và bi an lạc, với cái sự hiểu biết của trí tuệ, thì tất cả đều là những cái bảo vật thật sự của thế gian này. Thì thôi, chúng ta hãy bắt đầu và chúng ta luôn luôn mong muốn rằng thế giới này ở đâu cũng có hòa bình, con người tình thương ở đâu cũng có cả. Nhưng mà hãy bắt đầu đi, từ chỗ nào chúng ta bắt đầu, từ chỗ nào? Dạ, bắt đầu từ chính mình. Hãy sống với tất cả những sự từ bi và sự bình an, thì đó là cái điểm bắt đầu của chúng ta. Vậy thì hôm nay thưa quý vị, là sự bắt đầu hay là sự chấm dứt? Hôm nay là sự bắt đầu, đúng không ạ? Dạ thưa quý vị, bắt đầu từ khi quý vị rời nhà hay là bắt đầu chút xíu nữa? Chút xíu nữa phải không? Hay là từ khi quý vị rời nhà? Dạ thưa quý vị, nên bắt đầu từ ngay lúc chúng ta hiểu được vấn đề nha. Rồi thì như vậy thì được như vậy, chúng tôi mong rằng tất cả quý vị đã có được những cái hạt giống Phật, và như vậy chúng ta đều là những người con Phật, và nhất định quý vị sẽ thành ai? Thành Phật. Rồi nếu mà quý vị tin tưởng như vậy thì chư Phật mười phương tôi nghĩ cũng rất là hoan hỷ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Okay, do I miss anything here? Alright. So thank you for giving me this opportunity to show introduction. But I wish that today everybody will plant a seed of compassion in your heart, and with that seed, we will achieve our journey. So thank you very much. Giữa biển khổ ngập tràn, thầy hòn đảo bình an, giữa sa mạc khô khan, ngài suối lạnh trong mát, giữa cuộc đời tan nát, thầy từ ái thương yêu. Ôi dù con có nói nhiều, cũng không sao nói hết. Một bậc thầy cả một đời tận tụy, cả cuộc đời đem chân lý sáng soi. Chúng con xin thành kính tri ân thượng tọa giảng sư. Xin tất cả chúng ta hãy cho cúng dường thượng tọa một tràng pháo tay thật nồng nàn. Kính thưa
like an